Nhiều nhân viên siêu thị Bách Hóa Xanh tại khu phố 4A phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trong lúc đang bán hàng sáng qua thì bất ngờ phát hiện ngọn lửa và khói bốc ra từ phía khu vực kho chứa hàng bên trong siêu thị này. Ngay sau đó, nhân viên hô hoáng cùng khách hàng tháo chạy ra bên ngoài siêu thị. Bảo vệ và một số nhân viên nam đã dùng bình chữa cháy mini và vòi nước tại chỗ để vào bên trong dập lửa. Tuy nhiên, khói đen mù mịt cùng sức nóng của lửa tỏa ra nên việc dập lửa khó khăn. Vụ cháy nhanh chóng được báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Đồng Nai và công an thành phố Biên Hòa điều động 2 xe chuyên dụng cùng 10 chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ thì vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy bước đầu không có thương vong về người nhưng đã gây thiệt hại lớn hàng hóa bên trong siêu thị.